Đức Thánh Trinh Nữ Uy Linh Maria đã được tôn nhận thiên chức làm mẹ một bậc đế vương tối cao chí thánh. Căn cứ theo đó, giáo hội tung hô và kêu gọi toàn thể các giáo hữu tung hô mẹ bằng tước hiệu vinh hiển nữ vương, quả đã là một việc thật thuận lý thích tình. Thánh Athanasio viết: người con sinh ra đã có thiên tính là một vị đế vương, thì tất mẹ đồng trinh khi sinh ra người con ấy cũng thật 100% là thái hậu, là nữ vương, và phải được tuyên tụng như thế mới là chính đáng. Thánh Bernardino Siena chú thích: ngay từ giây phút ưng thuận làm mẹ ngôi lời vĩnh cửu, mẹ Maria đã được tôn phong làm nữ vương thế giới và toàn thể vạn vật. Lời thánh nhân viết là: ngay trong lúc tỏ ý tán thành vinh dự đó, Đức Trinh Nữ đã được tôn phong làm nữ vương toàn cầu, làm mẫu nghi thiên hạ và lĩnh nhận vương quyền hiển trị toàn thể vạn vật. Căn cứ vào tính duy nhất của thân xác Chúa Giêsu và Đức Mẹ, cha Anando I lý luận như sau: thân xác Chúa Giêsu và thân xác mẹ Maria chỉ là một thân xác duy nhất, thì có lẽ nào mẹ lại không cùng con tham dự việc thống trị muôn loài? Nói là tham dự cũng chưa đủ, phải nói vương quyền vinh quang của con cũng như của mẹ chỉ cùng là một vương quyền vinh quang duy nhất mà thôi. Chúa Giêsu đã là vua vũ trụ thì mẹ Maria cũng phải là nữ vương vũ trụ. Cha Roberto góp ý: đã được tuyển nhiệm làm nữ vương, mẹ Maria cũng được quyền đồng trị cùng con trong toàn thể đế quốc của con mẹ. Theo cùng ý kiến đó, Thánh Bernardino Siena quả quyết: có bao nhiêu thụ tạo tôn thờ Thiên Chúa cũng có bấy nhiêu thụ tạo phụng sự mẹ Maria. Thiên thần, loài người và tất cả vạn vật trên trời cũng như dưới đất, chắc rằng toàn thể các thụ tạo đã phục tùng Thiên Chúa thì toàn thể các thụ tạo cũng phải phục tùng mẹ đồng trinh vinh hiển. Cha Guerrico cũng chủ trương cùng luận điều ấy mà ca tụng mẹ rằng: ôi Maria, mẹ cứ tiếp tục kiên quyết thi hành vương quyền của mẹ đi. Mẹ đừng ngần ngại gì cả, cứ cư xử đường hoàng như một nữ vương, tùy sở thích mà định đoạt về những công đức con mẹ đã sống được. Mẹ là mẹ, là bạn đường của vua vũ trụ. Mẹ có quyền được thống trị, có quyền tối cao trên toàn thể vạn vật kia mà. Thánh Alberto cả nhận xét: danh từ nữ vương vừa có nghĩa là thương cảm, vừa có nghĩa là chăm sóc đến lớp người thống khổ trên đời, khác với danh từ nữ hoàng có nghĩa là nghiêm nghị và khắc nghiệt. Chúng ta hãy lắng nghe Thánh Bernardo thưa với mẹ rằng: ôi Maria, mẹ là nữ vương tình thương, thì có thể nào mẹ từ khước cấp cứu những người thống khổ được? Đối tượng của tình thương chính là những người xấu số. Mẹ là trinh vương thương xót, mà con đây là tội nhân bi thảm nhất, thì tất nhiên con phải là đối tượng đầu tiên, đối tượng lớn nhất của tình mẹ thương.
cho nên con có quyền được mẹ thương đến nhất, có quyền được mẹ chăm sóc ân cần đến nhất. Vậy, lạy Trinh Vương, thương xót, xin hãy hiển trị trên chúng con. Hãy đói thương đến chúng con, nhận lấy nhiệm vụ lo cho chúng con được sống đời đời. Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa vì ngày mẹ Maria đản sinh. Mẹ là thơ nhi trên đất Israel, là ái nữ thánh Anna và John Kim. Đức nữ Chúa uy tuyển trong toàn nữ giới đã sinh ra giữa lòng dân Chúa Cha như đất nảy sinh lộc trời. Lạy Chúa chúng con tạ ơn Chúa vì lời các ngôn sứ hứa từ xưa đã hoàn thành nơi mẹ. Mẹ là trái ngọt của lịch sử tình yêu mà Chúa từng sống với dân Chúa. Nơi mẹ, đấng người, Chúa, cứu Chúa chúng con sắp sinh ra bởi quyền năng Chúa Thánh Thần. Mẹ vừa là trưởng nữ, vừa là mẹ của hội thánh chúng con, nhiệm thể Chúa Kitô. Ôi thơ nhi Maria, xin chúc tụng ngày sinh của mẹ. Alleluia. Khi con tuyệt vọng, con tìm về với mẹ. Mẹ siêu dẫn con vượt qua bao ngàn nguy khó. Mẹ bao la mang ánh sáng niềm tin trên trời. Mẹ nhắn nhủ con tình yêu là sự sống trên đời. Hôm nay con về nguyện dâng lên mẹ hồn xác của con từ đây và mãi mãi. Trọn đời cho đến hết đời con. Mẹ Maria, mẹ Maria, mẹ Maria, mẹ tình yêu, mẹ bao la, mẹ hằng cứu rỗi. Mẹ sự sống trên đời. Hôm nay con về nguyện dâng lên mẹ hồn xác của con từ đây và mãi mãi. Trọn đời hiến dâng mang ánh sáng tình yêu cho người, sống vì tha nhân cho đến hết đời.